Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt và sử dụng cam 70 mel của Xiaomi. Sản phẩm này thì nhỏ gọn, dễ sử dụng. Việc đầu tiên là các bác lắp đặt. Sau khi đã đặt xong thì bộ phận như đây là thẻ nhớ đấy ạ. Các bác cắm thẻ nhớ vị trí này, cắm nguồn vào vị trí này. Tiếp theo thì các bác sẽ tải xem phần mềm trên app về. Với Samsung thì set play ạ. Các bác gõ, chỉ cần có 70 mail mai, 70 mai thì sẽ có đây ạ. Các bác cài đặt, ấn cài đặt để tải về ạ. Trình tải về các bác nhé. Cho khi mà tải xong rồi thì sẽ tự động cài đặt ra. Cho cài đặt. Dừng. Khi máy đã cài đặt xong thì nó sẽ ở trên màn hình đây ạ. Chúng ta kích vào đây. Hệ thống yêu cầu đăng nhập vào mail. Các bác đăng ký mail giúp em nhé. Hoặc có thể bằng, ngoài mail thì các bác có thể đăng ký bằng Facebook đây ạ. Kích vào Facebook đây ạ. Đây ạ. Tiếp tục ạ. Lựa chọn cam 70 mel. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta cho phép nó truy cập vào hệ thống ạ và kết nối ạ. Hệ thống sẽ yêu cầu kết nối với cái cam này. Thì hiện tại thì cam đang nháy đèn xanh đấy các bác nhé. Nháy xanh này nó cảm thấy. Đấy. Chúng ta kích vào 70 mai này, chúng ta sẽ chọn mật đăng nhập mật khẩu là từ 1 đến 8. Kết nối. Kết nối với thằng Vũ. Chúng ta chọn lại kết nối cho máy này. Đây chưa? Xong ấn nút kia. Khi mà các bác thấy đèn này đang nháy nhá, thì các bác ấn kết nối đây ạ. Ấn một cái, nó sẽ nói và nó kết nối, tự động kết nối vào điện thoại và bật nó lên thôi ạ. Cam này các bác hoàn toàn có thể xem trực tiếp hoặc xem lại bằng thẻ nhớ đã lưu. Đây ạ, đây là trực tiếp đây ạ. Để ảnh trực tiếp đấy. Ngoài ra thì các bác cũng có thể xem lại bằng video bằng vào album này ạ. Chọn ạ. Đây là sẽ có những cái file mà đã lưu lại ạ. Với cam này thì tự động ghi 1 phút 1 bác nhé.
Đây là các video cũ của ngày hôm qua đây ạ. Đây là video di chuyển ngoài đường vào buổi sáng sớm ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Có cần hỗ trợ gì về lắp đặt hoặc cài đặt sản phẩm này thì có thể để lại thông tin hoặc liên hệ với số hotline bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Em xin cảm ơn ạ.